Cô chào các bạn học sinh lớp 1 thân yêu của trường tiểu học Nguyễn Thị Định. Thực hiện theo chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngừng đến trường nhưng không ngừng học. Hằng ngày các bạn hãy nhớ theo dõi các bài giảng trực tuyến của thầy cô để không quên kiến thức nhé. Đến với tiết học ngày hôm nay, cô và các bạn sẽ cùng tìm hiểu bộ môn tiếng Việt nha. Các bác nông dân đang làm việc ngoài đồng rất vất vả. Các bạn hãy đọc những dòng thơ sau để cho các bác nông dân cùng nghe nhé. Vừa rồi, các bạn đã đọc những dòng thơ rất hay giúp cho các bác nông dân đỡ mệt. Các bạn biết không, để làm ra được những hạt lúa, hạt gạo, các bác nông dân đã phải rất vất vả. Vì vậy, ở trường cũng như ở nhà, các bạn hãy nhớ ăn hết suất ăn, phần cơm của mình và tránh lãng phí nhé. Bây giờ, cô trò mình tiếp tục tìm hiểu chủ đề mưa và nắng qua bài tập đọc Mặt trời và hạt đậu. Các bạn hãy quan sát bức tranh trên màn hình và cho cô biết trong tranh có những nhân vật nào. À, đúng rồi, trong tranh có mặt trời, hạt đậu và cây đậu. Vậy các bạn hãy dự đoán xem chuyện gì đang xảy ra ở đây nhỉ? Để xem chuyện gì đang xảy ra thì chúng ta cùng vào bài đọc nhé. Các bạn cùng lắng nghe bài đọc. Mặt trời và hạt đậu. Có một hạt đậu đang ngủ dưới lớp đất ấm êm. Bỗng những tia nắng chiếu xuống làm cậu tỉnh giấc. Cậu nghe ông mặt trời gọi, "Dậy đi." Cậu thưa, "Cháu dậy rồi. Có phải trên ấy đang lạnh lắm không ạ?" Ông mặt trời đáp, "Vươn vai mạnh lên, ông sẽ sưởi ấm cho cháu." Hạt đậu vươn vai trồi lên mặt đất. Cậu thấy khắp nơi đã sáng bừng. Cậu vội xòe hai cái lá nhỏ xíu hướng về phía ông mặt trời rực rỡ. Để giúp các bạn đọc bài tốt hơn, cô trò mình cùng luyện đọc theo câu nhé. Đầu tiên, chúng ta cùng luyện đọc câu thứ nhất. Mặt trời và hạt đậu. Có một hạt đậu đang ngủ dưới lớp đất ấm êm. Các bạn cùng đọc theo cô nào. Có một hạt đậu đang ngủ dưới lớp đất ấm êm. Tiếp theo, chúng ta cùng đọc câu 2. Bỗng những tia nắng chiếu xuống làm cậu tỉnh giấc. Các bạn cùng đọc với cô nhé. Bỗng những tia nắng chiếu xuống làm cậu tỉnh giấc. Trong câu này có từ chiếu xuống. Các bạn lưu ý khi đọc tiếng chiếu, chúng ta nhớ phát âm cho chính xác nhé. Hãy đọc theo cô nào. Chiếu. Cùng đọc lại một lần nữa nhé. Chiếu. Các bạn đọc theo cô. Chiếu xuống. Các bạn cùng đọc lại câu 2 với cô nhé. Bỗng những tia nắng chiếu xuống làm cậu tỉnh giấc. Chúng ta cùng chuyển sang câu 3. Cậu nghe ông mặt trời gọi. Các bạn đọc cùng với cô nhé.
cậu nghe ông mặt trời gọi. Tiếp theo là câu 4. Dậy đi. Các bạn đọc lại với cô nhé. Dậy đi. Chúng ta cùng đếm với câu 5. Cậu thưa. Một lần nữa nhé. Cậu thưa. Cùng luyện đọc câu 6 với cô nào. Cháu dậy rồi. Các bạn cùng đọc theo cô. Cháu dậy rồi. Tiếp theo là câu 7. Có phải trên ấy đang lạnh lắm không ạ? À? Các bạn cùng đọc với cô nhé. Có phải trên ấy đang lạnh lắm không ạ? À? Chúng ta cùng đếm với câu 8 nào. Ông mặt trời đáp. Đọc thêm lần nữa với cô nhé. Ông mặt trời đáp. Chúng ta cùng luyện đọc câu 9. Vươn vai mạnh lên. Các bạn cùng lặp lại với cô nhé. Vươn vai mạnh lên. Trong câu này có từ vươn vai. Các bạn lắng nghe cô đọc. Vươn vai. Lưu ý khi đọc từ vươn vai, các bạn nhớ phát âm đúng âm vờ và vần ươn nhé. Các bạn lắng nghe cô đọc. Vươn vai. Các bạn đọc theo cô. Vươn vai. Các bạn đọc lại câu 9 với cô nhé. Vươn vai mạnh lên. Các bạn cùng luyện đọc với cô câu tiếp theo nhé. Ông sẽ sưởi ấm cho cháu. Các bạn cùng đọc với cô nào. Ông sẽ sưởi ấm cho cháu. Chúng ta cùng luyện đọc câu tiếp theo. Hạt đậu vươn vai trồi lên mặt đất. Các bạn cùng đọc với cô nhé. Hạt đậu vươn vai trồi lên mặt đất. Trong câu này có từ trồi lên. Chúng ta cùng luyện đọc từ trồi lên. Các bạn lắng nghe cô đọc. Trồi lên. Các bạn biết không, trồi lên ở đây có nghĩa là hạt đậu nảy mầm nhô lên khỏi mặt đất đó các bạn. Các bạn đọc theo cô, trồi lên. Cùng đọc lại một lần nữa nào, trồi lên. Các bạn cùng đọc lại với cô nào. Hạt đậu vươn vai trồi lên mặt đất. Tiếp theo chúng ta cùng đến với câu 12. Cậu thấy khắp nơi đã sáng bừng. Các bạn cùng đọc với cô. Cậu thấy khắp nơi đã sáng bừng. Trong câu này có từ sáng bừng. Các bạn lắng nghe cô đọc. Sáng bừng. Các bạn lưu ý khi đọc tiếng sáng, chúng ta cần cong lưỡi về phía vòng họng để phát âm cho đúng. Các bạn lắng nghe cô đọc. Sáng bừng. Các bạn đọc theo cô. Sáng bừng. Các bạn cùng lặp lại cả câu với cô. Cậu thấy khắp nơi đã sáng bừng. Tiếp theo chúng ta cùng luyện đọc câu cuối cùng nha. Cậu bổ xòe hai cái lá nhỏ xíu hướng về phía ông mặt trời rực rỡ theo nhật linh. Các bạn cùng đọc với cô nào. Cậu bổ xòe hai cái lá nhỏ xíu hướng về phía ông mặt trời rực rỡ theo nhật linh. Trong câu này chúng ta cùng luyện đọc từ rực rỡ. Các bạn lắng nghe cô đọc rực rỡ.
Khi đọc, các bạn cần cong lưỡi để phát âm cho đúng âm R nhé. Lắng nghe cô đọc nào. Rực rỡ. Đọc với cô nào. Rực rỡ. Các bạn cùng đọc cả câu với cô. Cậu vội xòe hai cái lá nhỏ xíu hướng về phía ông mặt trời rực rỡ. Từ nãy đến giờ, chúng ta đã luyện đọc từng câu. Bây giờ, cô sẽ hướng dẫn các bạn luyện đọc theo đoạn nhé. Bài tập đọc này được chia làm 3 đoạn đó các bạn. Đoạn 1, từ đầu cho đến dậy đi. Đoạn 2, từ cậu thưa cho đến sưởi ấm cho cháu. Đoạn 3, từ hạt đậu cho đến hết bài. Bây giờ cô trò mình cùng nhau luyện đọc theo đoạn nhé. Các bạn lắng nghe cô đọc đoạn thứ nhất. Mặt trời và hạt đậu. Có một hạt đậu đang ngủ dưới lớp đất ấm êm. Bỗng, những tia nắng chiếu xuống làm cậu tỉnh giấc. Cậu nghe ông mặt trời gọi. Dậy đi! Các bạn hãy tự luyện đọc thêm một lần nữa nhé. Các bạn lắng nghe cô đọc đoạn 2. Cậu thưa, cháu dậy rồi, có phải trên ấy đang lạnh lắm không ạ? À? Ông mặt trời đáp, vươn vai mạnh lên, ông sẽ sưởi ấm cho cháu. Các bạn hãy tự luyện đọc thêm một lần nữa nha. Bây giờ các bạn cùng lắng nghe cô đọc đoạn 3 nhé. Hạt đậu vươn vai trồi lên mặt đất. Cậu thấy khắp nơi đã sáng bừng. Cậu vội xòe hai cái lá nhỏ xíu hướng về phía ông mặt trời rực rỡ. Theo Nhật Linh. Các bạn đọc thêm một lần nữa nhé. Vừa rồi, cô và các bạn đã cùng nhau luyện đọc theo đoạn. Bây giờ, các bạn hãy tự đọc lại toàn bài nhé. Các bạn vừa luyện đọc xong bài đọc ngày hôm nay rồi. Bây giờ chúng ta cùng thực hiện yêu cầu sau đây. Tìm trong bài đọc tiếng có vần anh và vần an. Bây giờ các bạn hãy lấy thước kẻ ra do trong bài tập đọc xem coi tiếng nào có vần anh và vần an nhé. Các bạn đã thực hiện xong chưa? Cùng xem câu trả lời của mình có đúng với đáp án của cô không nhé? Tiếng trong bài đọc có vần anh đó chính là tiếng lạnh. Tiếng trong bài đọc có vần an đó chính là tiếng đang và tiếng sáng. Để giúp các bạn hiểu rõ hơn về nội dung bài đọc, cô trò mình cùng nhau trả lời hai câu hỏi của bài tập đọc ngày hôm nay nhé. Câu hỏi số 1.
Điều gì làm hạt đậu tỉnh giấc? Muốn tìm được câu trả lời, các bạn hãy đọc lại đoạn 1 của bài tập đọc. Các bạn đã có câu trả lời chưa nhỉ? Để xem câu trả lời của bạn có đúng với đáp án của cô không nhé. Những tia nắng chiếu xuống làm hạt đậu tỉnh giấc. Cô có lời khen dành cho những bạn có câu trả lời hoàn toàn chính xác nè. Các bạn cùng lặp lại câu trả lời câu hỏi số 1 này với cô nha. Những tia nắng chiếu xuống làm hạt đậu tỉnh giấc. Chúng ta cùng qua câu hỏi số 2. Khi thấy khắp nơi sáng bừng, hạt đậu đã làm gì? Các bạn hãy đọc lại đoạn thứ 3 của bài đọc để tìm câu trả lời nhé. Cùng kiểm tra đáp án với cô nha. Khi thấy khắp nơi sáng bừng, hạt đậu xòe hai cái lá nhỏ xíu hướng về phía ông mặt trời rực rỡ. Cô chúc mừng những bạn đã trả lời chính xác câu hỏi số 2 này nhé. Các bạn cùng lặp lại câu trả lời với cô nào. Khi thấy khắp nơi sáng bừng, hạt đậu xòe hai cái lá nhỏ xíu hướng về phía ông mặt trời rực rỡ. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các bạn hãy luyện đọc bài thật nhiều lần để to rõ và lưu loát nha. Cô chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn luôn chăm ngoan, học giỏi. Hẹn gặp lại các bạn trong những tiết học sau nhé.